Hello, chào cả nhà. Nhà xem. Mà mới sáng sớm mấy cái giọng mình nó còn hơi khàn khàn nha. Mới ngủ dậy nên là khoe liền với cả nhà. Cả nhà biết sao lần sau Nhung Hà không? Đậu Hà Lan nè cả nhà ơi. Ui ôi. Bữa hôm Nhung Hà mới trồng ha, bây giờ nó lớn ơi lớn luôn hai chậu này cả nhà. Đó. Hồi nay nó lớn ơi lớn luôn cả nhà. Hôm nay rủ cả nhà đi săn măng le cùng Nhung Hà nha, cùng sáng sớm đi săn đó nha. Trời ơi, có nở trái thấy mê chưa? Này là măng le, à lộn, nó đi măng le, là đậu Hà Lan nè. Trời ơi, quá đã luôn rồi. Sáng sớm chim nó hót nè. Đó, bắp thì bắt đầu đậu xanh lè luôn, quá đã rồi nha. Đó. Rồi cây nho nè, đó, năm nay Nhung Hà có mấy chùm nho luôn nha. Đó. Nhung Hà có cả ổi luôn nè, đó. Đây cái bông nó nở rồi nè, bông này nó nở nè, đi ra tìm bông đực nè. Ô, bông này cũng nở luôn, không có bông đực là nó không đậu rồi nha ơi. Rất nhiều bạn hỏi Nhung Hà tại sao là bí ngòi nó không có đậu, thì Nhung Hà sáng sớm là làm con ong chăm chỉ là như thế này nè. Đó, mình bôi phấn vô và tuyệt đối là đừng có tưới nước lên cái bông nha, khi nào nó chụp lại thì thôi, còn khi nào mà nó nở là cả nhà đừng có tới nước vô, thôi là bay phấn ra là nó cũng không đậu luôn đó. Đó, có phấn vô nó sẽ đặt trái, nhưng mà nhớ đừng có tưới nước lên bông nhé nhỉ. Tưới nước lên bông á, nó trôi cái nhụy đi á, nó trôi cả cái phấn mình thụ cho nó đó là nó không có đậu, nó sẽ thối nó rụng luôn, nên là mình phải thụ phấn như vậy đó. Rồi chuẩn bị có ba trái bí ngòi đầu tiên thu nha. Trời ơi, sáng sớm nắng nó chiếu vô cái da Nhung Hà nó bóng, thiệt là bóng luôn trời. Ôi nó xanh mướt, vườn là chuẩn bị xanh rồi nhà ơi. Rồi bây giờ xách cái giỏ này đi tìm măng le nha. Ồ, nó tốt rồi, tốt rồi. Bữa hôm ở nhà nhớ Nhung Hà mới ấy không, mới mới trồng khoai tây không? Trời tốt ơi tốt luôn rồi đó. Rồi bữa hôm thì trồng vô mấy cây dưa trong tô phở này. Đó, chuẩn bị thu hoạch này, đây mấy cái chậu mà bữa hôm mình cũng trồng này nha. Đó, khoai tây đó. Rồi trời ơi, dâu tây ta nói này, trái gì đâu mà quá chừng trái này. Là dâu tây trái tim á nha. Trời trái mê luôn nè. Quá chừng mê luôn. Ngồi ôi, quá đã. Rồi này dâu tây Arabian nè. Trời quá trời trái, năm nay là Nhung Hà bội thu dâu tây nữa nhà ơi. Quá đã luôn. Chuối năm ngoái á, mình thấy nó mới lên nhà ơi. Đây này 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 này, gốc chuối nó còn á. Trời ơi, năm nay nó lên tới 3 gốc luôn nè. Wow, đã quá. Trời ơi, mê mê mê. Ừ. Rồi đi tìm măng le thôi nha. Xuống dưới đây nè, này là mâm xôi đỏ nha. Đây mình thấy một một em đấy, một em đó, một em măng le nha, đó vô cái rổ luôn. Ôi nó leo ra ngoài á nhỉ ơi, bữa hôm được một cái trong đây, một đây này vô này. Ui, đây 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 đây, mê chưa mê chưa mê chưa. Đó, măng le. Trời ơi, nó lên quá trời luôn nhà ơi. Đây nè, hai mục đây nữa nè. Đó, đã ha. Đây nè. Ôi, ôi, quá mê luôn. Đây nè. Đó. Ôi, quá đã thiệt kìa chứ. Đây nè. Ui mê chưa nhỉ ơi, đây nè, quá chừng măng luôn. Trời ơi, đê mê quá mê quá mê đó. Wow, u nụ nặng luôn quá, trời ơi, thích dễ sợ nhỉ. Em này đợt sau ha, đang còn nhỏ á. Đây em nè. Chưa thấy luôn. Mấy này chưa. Ê thôi mà nó lên. Trời
trong đây bơ hôm nó lên cả chùm này mà chưa thấy gì hết. Nó hay lên ngay cái cụm này lắm. Chưa ta. Thường nó hay lên lắm. À, đây. Đây, một em. Nhỏ ta. Chưa. À, đây. Một em lòi ra ngoài đất luôn. Mấy cây măng mẹ đó nha. Nó ngã nghiêng luôn. Thôi vậy thôi hả? Hôm nay săn được mớ măng le nè nha. Đó, thì sáng sớm Nhung Hà đi săn được nhiêu đây măng le. Rồi bây giờ xách cái giỏ trong kia mình sẽ đi hái măng tây nha cả nhà. Hôm nay vừa măng tây vừa măng le đã đời luôn. Rồi, đi vô hái măng tây đây. Ôi. Săn được có mỗi mớ măng le, vô đây bẻ măng tây đã tay luôn. Nghe cộp cộp. Thích ghê á. Wow, cái cây măng tím này nó ú nù đã ghê chưa nè. Này ba em luôn nè, đã ơi đã. Ăn nhiều đây là nó nhiều chất dinh dưỡng lắm nha. Cao quá thì nó mất cái chất dinh dưỡng đi, lùn lùn vậy nó. Nó nhiều á, nhiều vitamin á. Đây cả nhà ơi, thành quả thu hoạch của sáng sớm ngày hôm nay. Được một mớ măng nè, trời ơi quá chừng măng luôn, đã ghê chưa. Thu quá chừng măng tây, măng le quá trời luôn cả nhà ơi. Nó ngọt ơi ngọt luôn rồi nha. Có đỏ không? Rau kim cương của Nhung Hà nó lớn ghê luôn á nhở. Bởi mình thu hoạch rau kim cương nè. Công nhận á, ăn bữa sáng đặc biệt ngọt mà lạnh nữa. Cái lọt mà phải không? Ơi xào ăn. Mình lượn qua bên nè. Trái vịt quách quay ở nhà xem này, đậu trái quá trời chùm chùm luôn. Đã ghê. Cái hoa này bắt đầu nó rụng nó ra, chìa ra cái trái rồi đó nha. Mê không? Ôi, tha hồ năm nay vịt quách hái ở nhà xem rồi. Quá chừng luôn. Bên đây hiện đậu trái sớm. Tại bữa hôm mình mua là nó đã đậu trái rồi á. Trời ơi, này cả chùm bự luôn. Nhất là bên đây nè. Trời ơi, trái gì đâu mà mê. Đã dễ sợ đây nè cả nhà. Từ trên xuống dưới quá chừng luôn á. Bội thu nha. Em này thì năm nay không có thấy đậu trái gì hết. Kệ cho phát triển rễ trước rồi nha. Bón nhiều nhiều phân cho nó tốt cái cây đặng sang năm nó có trái cho Nhung Hà. Còn em này thì không biết sao nữa. Chắc đựng trái nè. Đựng trái đậu. Em ở đây cũng được vài trái. Đây. Kệ đi. Mới trồng mà có trái vậy là được rồi. Cây mận là mình thấy có trái rồi đó. Mà không biết được nhiêu, năm ngoái được 15 trái, hôm nay không biết làm sao. Mà thấy đựng trái tròn ủng rồi đó. Cà chua đã ra bông quá chừng bông nè cả nhà ơi. Đây nè. Nè. Này cà chua đen á. Quá trời bông luôn. Bao la. Đã gì đâu. Mình tưởng năm nay mình có hồng giòn ăn mà thấy có vẻ nó không đậu trái rồi nhà ơi. Sao không thấy ra trái gì trời.
Rồi đang ngày hôm qua là trộn nữa, trồng một mớ bên vườn mới nên cập nhật cho cả nhà xem cho vui. Đây vườn mới bên Nhung Hà đó, trồng một tính trồng một dãy cà chua. Mình trải cái ấy đen xuống á, mình bỏ vô cho nó khỏi nhổ cỏ rồi nha, nhổ cỏ đuối nên là mình mua cái miếng đen đen á, mình khỏi nhổ cỏ ha. Trải như chị Brandy đó, mình tính cắt ổ tròn tròn á, mình trồng cây xuống mai vậy nó cứng quá nên thôi bỏ chậu trồng luôn. Được nguyên một dãy gì ta, cà cà đủ loại cà hết á. Tại này hoa hồng, hoa hồng dại à nha, trời ơi nó nở đẹp ghê không. Sáng sớm nó nở xòe ra đẹp, bơi đẹp luôn. Ôi ít bữa nữa nó nở xòe với một chùm này, qua dậy nhà xem đẹp ơi đẹp. Rồi bên kia cái anh kia nó đang nở cái hoa rhododendron á, nó nở. Chờ cái hướng này quay phim cũng đẹp lắm chứ bộ ha. Hoa của anh hàng xóm quá chừng đẹp luôn. Cây xanh, hoa, hàng rào. Phía sau là núi đó. Cái hướng này là sáng sớm mà Nhung Hà chỉ thu hoạch măng le vậy thôi, xong rồi mình đi vô rồi mình ăn sáng ăn đồ ở nhà rồi cái đi làm cho cái cổ áo chứ có bạch ra làm sao. Rồi tạm biệt cả nhà nhắn, thôi trễ giờ làm cả nhà, bye bye cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nha cả nhà, bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ thật nhiều sức khỏe nha.